Về phía bộ máy lãnh đạo mới ở Kiev, ngày 19 tháng 3, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết chính phủ tạm quyền nước này đang xem xét khả năng có những bước đi phù hợp mới với tình hình hiện nay. Dù thừa nhận quan hệ song phương Ukraine và Nga bị tổn hại sau việc Nga đồng ý tiếp nhận Crimea, Kiev khẳng định hiện chưa có ý định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moscow. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng thông báo nước này đã quyết định không đảm nhận cương vị Chủ tịch Cộng đồng các quốc gia độc lập SNC năm 2014 và sẽ rút khỏi khối này. Cùng ngày, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã có phiên thảo luận tập trung vào tình hình an ninh quốc gia và các biện pháp nhằm vô hiệu hóa những nguy cơ chính trị trong và ngoài nước. Kết thúc cuộc họp, Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine đã quyết định chấm dứt chế độ miễn thị thực với Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine đã nhận được văn bản hướng dẫn về việc cấp thị thực du lịch đối với các công dân Nga. Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine còn đề nghị chính phủ tạm quyền nước này đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định bán đảo Crimea là vùng phi quân sự. Kiev cũng đã thông qua kế hoạch tiếp nhận những công dân Ukraine không muốn ở lại bán đảo Crimea. Chính quyền các địa phương của Ukraine đã nhận được chỉ đạo sẵn sàng phối hợp để tiếp nhận những người này. Ngoài ra, chính phủ tạm quyền Ukraine cũng cho biết đã thông qua kế hoạch sơ tán những người Ukraine tại bán đảo Crimea về Ukraine. Theo kế hoạch này, chính phủ tạm quyền Ukraine đã ra lệnh cho các cơ quan chính quyền tại các địa phương và Bộ Chính sách xã hội Ukraine phối hợp để sẵn sàng tiếp nhận người Ukraine đến từ Crimea.